Các bác nhìn xem ạ. Phải nói là chiếc đồng hồ Khải Hoàn Môn này quá đẹp. Con này thiết kế với lại đá trắng, đồng hồ Pháp Lam đấy. Mạ vàng 18K luôn ạ. Đấy, đồng hồ này lắc kiểu thủy ngân nhé. Các bác nhìn thấy quả lắc của nó, lắc kiểu thủy ngân. Mặt men này, chữ số là mã. Chuông điểm 30/60. Và cái đang đánh chuông của nó là chuông vòng. Các bác nhìn thấy cái vòng chuông đằng sau chưa? Chuông vòng. Đây là chuông vòng. Các bác có tuần. Chính thức là nó 8 ngày. 8 ngày lên cót một lần. Và chiều cao của chiếc đồng hồ này có chiều cao là 63 cm. Thứ ba, chiều ngang 30. Có những điểm hơn nữa. Nếu mà tính cái điểm loe của chân. Cao 6 là 63 ạ. Đấy. Các bác nhìn kìa, cái cổ lắc của nó kìa, cái cổ lắc của nó lắc kiểu thủy ngân ấy. Nó nhìn rất là giống thủy ngân luôn. Chiều cao tổng là 63. Tất cả mặt đá bác nhìn xem, đá màu trắng hết ạ, đá trắng cực kỳ đẹp luôn. Tất cả hơn được mạ vàng 18K. Đấy. Các bác nhìn chi tiết của nó xem, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc đồng hồ này thì nhìn quá sang trọng rồi. Quá sang trọng. Tất cả đều được mạ vàng 18K các bác ạ. Chiếc đồng hồ này có mức giá là 25 triệu. À, quả vâng. 23 triệu. Có mức giá 23 triệu các bác nhé. Số 3 giống số 5 quá. 23 triệu ạ. À, chào các bạn.